Mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Kỳ Khôi. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết và Bonsai Kỳ Khôi rất là vui và vẫn luôn luôn nhận được những lời đề nghị của quý vị và các bạn yêu cây, muốn phân tích thiết kế những demo cho những cái phôi của quý vị. Thế thì thông thường thì mỗi một ngày thì Bonsai Kỳ Khôi nhận được tầm độ 2 đến 3 lời đề nghị như vậy. Thì Bonsai Kỳ Khôi vẫn luôn luôn là sắp xếp làm sao để dù công việc có bận rộn đến đâu thì mình vẫn dành thời gian để nghiên cứu và tìm ra những phương án tốt nhất cho những quý vị yêu cây. Thế thì hôm nay là mình nhận được lời đề nghị của anh Lý Vũ thiết kế một phôi xanh, mình thấy là phôi rất là đẹp. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng khám phá xem là phôi của anh Lý Vũ đang ở tình trạng như nào, và chúng ta sẽ phân tích và thiết kế demo cho anh Lý Vũ ra sao. Thì xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Quý vị cùng ngắm phôi xanh của anh Lý Vũ này. Rất là già và đẹp. Cốt chính là một phôi trực hoành. Đấy, và đã có gần như là đủ hết dữ liệu rồi. Vấn đề của anh Lý Vũ là chỉ có xử lý vấn đề các cái củ ngọn của hai thân. Đấy, và bộ khung chi cành làm sao để cho hài hòa và đẹp nhất. Hai thân phải có liên hệ với nhau và đồng điệu. Ok, xin mời quý vị cùng theo dõi mình điệp của nhé. Như thường lệ mình cũng sẽ vẽ lại cốt chính của cây. Đây là một trong những phôi mà mình thấy nhiều dữ liệu. Mình như đã đủ hết rồi.
phần như cốt chính của cây thì đã có như này rồi. Thì công việc của chúng ta phải làm sao để hai cái thân này nó phải hài hòa với nhau. Thì trước tiên thì ngọn thì quý vị có thể thấy là nó có một cái chi đây này. Đó. Thì mình sẽ tận dụng luôn. Mình tận dụng luôn để mình làm luôn cổ ngọn để mình hồi về như này. Đó. Đấy, như vậy là cái cổ ngọn chúng ta đã chuyển thêm một bước để hồi về với cả thân hoành. Chỗ này chúng ta sẽ thiết kế làm sao một cái chi. Đó. Kiểu như vậy. Ở đây là một cái chi phụ họa. Có một hai cái bông. Đó, nó lai lai về. Làm sao để nó che cái một số những cái khoảng trống quá lớn. Khối này mình rất là ấn tượng. Độ già thứ hai là cái nét cây rất là hay. Cây nhiều thân thì thường thường nếu mà chia đẹp ra thì chúng ta làm cây nó sẽ có nhiều cảm xúc. Đó. Thế còn cái ngọn cây hoành. Đấy, ngọn cây hoành thì hiện tại là quý vị có thể thấy đấy, có một cái điểm như này. Đó, đây. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ tận dụng luôn. Để ngọn cây hoành mình sẽ hồi lên một chút. Kiểu như này. Đấy. Thì chúng ta cũng đã có những cái chi cành nó sẽ hướng đã hướng về cây trực rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần thêm những cái lợp cho cây bộ tàn nữa là xong. Khối này sẽ là, nếu mà không có gì thay đổi thì mình nghĩ sẽ là tương lai sẽ là một tác phẩm rất là đẹp, đặc sắc.
phần của anh này thì mình sẽ anh đi vụ anh ấy nuôi thì càng nuôi nó sẽ càng nhũn ra thôi, hiện tại là cũng tương đối nhũn rồi và có những cái u cục ở trên thân là dễ rồi, thì mình cứ càng nuôi nó sẽ càng bo lại và nó mịn dần mịn dần. Chủ yếu là mình lập được cái bộ tàn nó đẹp thì cây nó sẽ tăng thêm độ quý và mình có cây hoàn thiện để mình đi chơi. Cái này mình dự kiến là nếu mà làm tốt thì trong khoảng 4 năm, từ giờ đến năm 2025 là có thể thành cây được. Đấy, gần như là như demo này rồi. Vậy là mình đã demo xong phôi xanh cho anh nha. Lý Vũ, xin mời quý vị cùng ngắm. Thực sự là để làm được một tác phẩm thì còn rất là nhiều gian nan, tuy nhiên là mình tin là với những niềm đam mê của anh Ly Vũ cũng như là tất cả các quý vị và các bạn thì hoàn toàn chúng ta có thể là tạo ra những cái tác phẩm đặc sắc và gần như là đúng với những cái thiết kế mong ước ban đầu của chúng ta. Thì chúc cho anh Lý Vũ sớm hoàn thiện tác phẩm và chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Và nếu mà quý vị thấy hay thì hãy like, share, comment giúp mình để ủng hộ bonsai Kỳ Khôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào.